trời mới mưa xong ơi. Hello. Nhưng mà vẫn quay mẹ thấy ghê nha. Con quay bằng app đẹp lắm. Đồ má ngon lắm nè. Ngon lắm nè cả nhà ơi. Đồ má mà nó canh tép là hết sẵn. Đồ má này thì tự nó mọc luôn, không có tầm. Mà sao tự mọc được? Ừ, không có, nó tự nó mọc thôi. Nhiều lắm. Nè đây cũng có đây nè. Nè cây xả không? Lát cách nữa nè. Gì cũng có. Ổi rồi mọi người. Đâu ngót. Có hiệu dữ ha. Đây là vườn ổi. Chắc mọi người đã biết. Không thấy trái ổi đâu. Thu hoạch hôm qua nay cũng hết. Đây là lá cách. Lá cách nấu canh. Mình không thích. Này mẹ hái rau má làm gì mẹ? Rau má nấu canh tép á. Trời mới mưa xong tới thu à, không có miếng nắng vào buổi chiều rồi. Hello, đây là cây sake. Ở ngay kia này rất nhiều dừa, có mấy cây dừa lùn nữa. Đâu rau má thì nấu canh tép là ngon nhất. Xay rau má rồi xay không? Xay sinh tố, xay sinh tố rau má, sinh tố rau má đậu xanh rau má. Này là rau má này là rau má vườn, rau má thiên nhiên, nó đắng hơn rau má người ta tầm ruộng nhưng mà nó rất là ngon. Đắng hơn là ngon gì? Ừ, đắng hơn. Ăn là nó đắng hơn. Nhưng mà hái giờ này thì là sẽ bị mũi cắn lắm. Tại vì mới vừa hết mưa. Bây giờ mình sẽ tham quan ở trong. Đây là rau muống. Phải không mẹ? Tự nhiên cái lá nó bự quá làm bị mất phương hướng. Đó. Tự nhiên cái thấy cái lá bự quá cái hoài nghi không biết mình nói đúng không. Trong này là vườn ổi đây. Đó. Ổi này là cha trồng. Rồi lúc đầu thì có mấy cây thôi. Nhưng mà hôm bữa mưa lớn quá là mấy cây này nó ngã hết luôn. Trời ơi, người coi trái ổi. Đây. Ổi nhà mình đâu có thịt suốt hả? Đó. À, đó, chơi ở nhà chồng là không có xịt thuốc. Không vấn xíu không? Hả? Đang làm gì vậy? Hả? Ai da, tội trơn quá vậy? Đang làm gì vậy? Nhõng nhẽo lắm đó nha. Đây là cây dừa. Wait a minute. Rất nhiều dừa. Có mấy cây dừa lùn nữa. Cây dừa gì mà? Cây dừa sim lùn. Còn cây dừa cao vẫn là cây dừa sim phải không? Tại vì ở nhà này nên nó lùn.
Ở nhà này là phải có cái cây gì đó lùn. Nhà gì cũng có hết trơn hết. Nói gì vậy? Mẹ nói là gì cũng có mà, có tiền cũng có. Này. Hả? Ủa, hỏi đâu hết rồi. Bữa cắt ổ cành 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 một gòn một giỏ cái to cái chục ký nhóc không quay hả, cái ổ này cái ghê quay bất mãn. Ừ, không bất quay. Mãn. Rồi, mình đã kết thúc hành trình thử nha, ổ này sao nó bị nha. Mình đã kết thúc hành trình đi dạo khu vườn. Sao là mọi người